Nếu bạn nào là nâng được hơn 10 cái, mời bạn đây. Đồng chí Nguyễn Chí Hạnh, đầu nếu bạn hơn được 8 cái, vừa hỏi vừa trả lời, chắc chắn thì tôi sẽ có thêm một phần quà nữa dành cho bạn. Được không? Được. Đây rồi, 1. Đồng chí Nguyễn Chí Hạnh, tên đơn vị đồng chí. Báo cáo anh là em ở Trung đội 9, Đại đội 7, Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 98, Sư đoàn 316, Cột Khoai. 2, 3. Đồng chí có sinh năm bao nhiêu? Báo cáo anh là em 2003. Rồi. Bạn Hạnh có người yêu chưa? Báo cáo anh là có, anh chia tay rồi ạ. 6. Thế thì người yêu cũ của bạn là tuổi con gì? Con rắn anh ạ. Đúng rồi, 8. Đúng rồi. Bạn thích con vật gì nhất? Con gì? Giờ này con gì được nhỉ? Chắc con chó anh ạ. À, bạn thích con chó. Rồi, ok, thêm cái nữa, 9. 10. 11. 12. 13. Rồi, bạn thích con chó màu gì? Màu vàng anh. À, chó vàng. 14. 15. 16. Nếu mà bạn có một con chó màu vàng, bạn đặt tên nó là gì? Riêng ạ. Đặt tên là Riêng à? 17. 18. 19. Ui, chó này chơi nghiêm túc rồi. 20. 21. 22. 23. Hay quá, khỏe quá. 24. Cố lên. 25. Rồi, cảm ơn Hạnh. Hy vọng là phần quà của chúng tôi sẽ giúp bạn có thể là mai này khi mà mình không còn ở trong quân ngũ nữa thì mình có thể mua một con chó màu vàng và mình đặt tên nó là Riêng nhé. Rồi, cảm ơn em. Cảm ơn em đã dành thời gian cho chương trình. Rồi, cảm ơn tất cả các đồng chí.